Thank you.
We'll be right back.
Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một dòng xe Lacetti CDX phiên bản 2009 đăng ký 2010. Các bạn có thể nhìn qua chiếc xe một chút. Rất đẹp. La răng thì rất đẹp các bạn ạ. 4 la răng đã được độ và rất đẹp. Tay nắm cửa mạ chrome. Đây các bạn có thể thấy la răng rất mới và đẹp. Tay nắm cửa mạ chrome.
các viền mạ chrome rất đẹp nhé. Đó các bạn thấy không? Đấy, chúng ta đi qua xem một chút. Đây, lốp vẫn còn rất là mới. Đó các bạn có thể thấy. Đăng kiểm thì còn rất dài, tháng 12 năm 2020 nhé. Xe đã được trang bị camera giám sát hành trình. Đấy, các bạn nhìn thấy hai đèn sáng rất đẹp. Mới cứng. Xe vẫn còn mới. Tại vì xe đi sử dụng ít, cá nhân sử dụng. Đấy, các bạn có thể thấy là rất đẹp. Đó, các bạn có thể thấy không? Rất là đẹp. Xe này thì form đời mới, nó không khác gì Altis với Camry cả các bạn ạ. Đi đầm chắc. Rất là đẹp. Và xe này còn có cả cửa sổ trời các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Ở nhà hơi bụi, nó hơi bị bẩn một chút. Tuy nhiên là đây các bạn có thể thấy này, bảo cốp ấy, cốp thì rất là rộng và ok. Form đầy mới mà. Đó các bạn có thể. Đây, lốp sơ cua dự phòng đây. Đó. Rất đẹp. Cái hình thức cái xe này là rất là đẹp. Đây, chúng tôi có thể. Đó, tôi mở cửa cho các bạn xem. Đó, nội thất bên trong. Ta cửa kia vẫn còn đẹp. Đó. Bên trong từ ghế, miếc táp lô, miếc vô năng cần số này vẫn còn rất đẹp các bạn nhé. Đây là ghế sau đây. Đó các bạn nhìn thấy. Rất đẹp. Xe các bạn nhìn sơ qua thấy rất là ok. Chúng ta bây giờ xem cái phần động cơ. Đó. Đấy, phần động cơ các bạn có thể thấy là máy vẫn rất là còn đẹp. Và chiếc xe này thì đang được chúng tôi bán với giá là 195 triệu. Báo rút hồ sơ. Và các bạn ai mua thì có thể liên hệ với số điện thoại tôi đã ghim ở trên góc màn hình của video. Xin
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và ai mua thì nên liên hệ sớm nhé. Xe này thì nó hơi bị xước sát một chút thôi. Nên chuyến hơi va quẹt nhẹ ở phần đầu thì xước sát phần ngoài thôi. Chứ không ảnh hưởng gì cả.